vô à, con vợ vô thử lấy cái sợi dây kéo thôi con, lấy sợi dây con kéo thôi, kéo ra ngoài tường á. Dữ vậy ta, tụi nó hở xa dữ vậy hả? Vậy là mấy cái hàng này hôm nay mình cắt gạch đây hả? Mình về phải chịu ở chứ sao? Sao? Ừ. 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 Chắc thời trước nó cũng nhẹ đó, cắt đây nè. Nó chỗ đó gì lại á. Dừa luôn. Bởi đúng rồi, xe gạch này tôi thấy ok rồi đó. Tôi chờ chống là gạch ok là đó rồi đó. Gạch kia bóp được, hổm gạch kia nó gõ cái này biết không? Gõ cái là cái bóp cái đầu. Còn cái nó cài lên cái nó tông khá xuống nó trời ơi chết rồi.
ngại chứ gì. Tự nhiên đi làm ở đây cái được lên TV khỏi mướn, khỏi mướn đài truyền hình xuống xuống không? Tự nhiên quảng cáo. Tôi không, tôi mở lấy tiền chi? Mở lấy tiền rồi nó cấm nhạc, cấm đồ nữa mà. Linh con Tiêu Nhu kêu tôi quay dùm tiệm răng con em nó đó mà tôi chưa đi quay được. Ông Hiệp ông đi làm hồ thì ông khổ cần chết mình, ông là nuôi ba bốn bà vợ sao nổi. Sợ không? Sợ hai. Ok, máy tao mày có lo. Chuẩn luôn á. Máy làm hình mà. Thì nó hát luôn đi. Làm nhiều nhiều đi, để năm mốt mà mất công phải chụp nữa thiệt chứ bộ. Đi ra. Có mướn áo dài không? Đúng rồi. Thank you.
được nửa nhà rồi. Gần xong nha các bạn, gần xong một bên nửa nhà nha. Tét mấy cái này nữa là xong nửa nhà nè. Tối rồi, trời giờ thì cũng 6 giờ kém rồi. Rồi mấy giờ là mình cho quay lên đồng hồ các bạn xem nha. Ủa 5 giờ mấy rồi? 5 giờ nè, đó. 5 giờ mấy các bạn? 5 giờ 20 rồi. 5 giờ 20 rồi mà giờ mấy bác thợ vẫn còn làm nha. Làm cho xong ra ấy mấy cái rau này cho xong mà. Bên này mới có nửa nhà nhưng mà còn nửa bên nữa làm như tại vì đồ đạc nhiều quá phải làm chỗ này. Thank you.